bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho mỗi bên biết về nhau chút ha. Mời bạn trai. Dạ em xin chào tất cả các bạn có mặt tại phim trường. Em tên là Hồ Điểm, em ở Hội An, Bình Định. Nghề nghiệp là em là một kỹ sư điện. Em năm nay là 33 tuổi. 33. Hiện em đang làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, còn em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và em chào tất cả các anh chị cô chú có mặt ở đây. Em là Thanh Thủy, em 29 tuổi. Thì em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm ở phòng hệ thống kỹ thuật công ty PVV ở quận 7. Có gần Bình Định không? Dạ cũng đi chút xíu luôn mấy cả. Cũng khá xa. Ủa xa hả? Mấy trăm cây á. Ủa mình thấy tưởng chữ Bình là hai đó. Đâu có sao em vậy? Em nói về ưu điểm nhược điểm của mình coi. Về cái nhược điểm của em trước ạ. Dạ là em hơi nhát chút xíu, lười đi ra ngoài, em cũng thẳng tính trong công việc nữa. Nói nhiều mà em nói nhây nữa. Rất là nhược điểm nhiều dữ vậy. Dạ. Đối với những người mà em thân thiết á, em thích ghẹo người ta lắm. Lầy đó phải không? Dạ đúng lầy rồi đó. Em lầy lắm. Dạ. Dạ ưu điểm của em là em dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng. Rồi đàn trai, ưu điểm nhược điểm thế nào nói cho đàn gái nghe coi nào. Em là một người rất là nhút nhát, rất là rụt rè và là rất là nóng tính. Nhược điểm thì em là một người rất là dễ hòa đồng, siêng năng trong công việc. Thì em là một người rất là cần cù và chăm chỉ. Nóng tính nhất em làm gì là điểm? Dạ em là nóng tính, là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay đó. Đôi khi xúc phạm, có xúc phạm luôn anh. Cái này giảm bớt đi, xưa anh cũng bị cái đó. Dạ, cũng nên hả Điểm ha. Dạ. Bên đàn gái cho chúng tôi biết được cái đường tình duyên mới đó, cái coi sao. Dạ em thì là em có chính thức tìm hiểu mà một người. Từ cái anh đó là gói gọn là tìm hiểu với em chắc là chưa tới một tháng rồi chị. Chưa, trời ơi sao dài vậy? Vậy là chưa có phải tình yêu quá. Dạ là... Còn bên sao em ơi? Bên này mấy mối tình rồi? Có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là nó rất là kéo dài. Rất là kéo dài bao năm? Dạ tới 5 năm lận anh. Chào em. Dạ chào chị. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên là 5 năm. Cái cuộc tình đó là nó hằn sâu trong em, nó làm em nên là tổn thương. Ủa sao nó dữ vậy? Dạ nó lỗi do ai? Một phần là cũng do em anh ạ. Em yêu nhiều quá nên là em có nhiều cái vụng về. Hơi xúc phạm nữa đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi anh. Trời sao nói hay dữ vậy ta? Giống như chuyện của anh vậy không? Anh em mình giống á. Lúc đó thì em đi tìm kiếm tình yêu, em sang bằng, gọi là sang bằng cái mối tình đó. Cái tình yêu đó nó cũng vẫn là kéo dài đến 3 năm. Có khi 3 năm sau chia tay. Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu nên là em muốn để quên đi những cái tình. Trời đất ơi, cái này là không được nha. Thôi coi nó biết lỗi cũng tốt rồi. Biết lỗi và coi như là em chia tay là bởi vì em cảm thấy là vì mình không có yêu. Nào giờ cái hình mẫu lý tưởng của em sao nè? Thích bạn nữ có mái tóc dài. Dù bạn đó như thế nào em vẫn thích mái tóc của bạn. Xấu đẹp không cần thiết, miễn tóc dài được. Tóc giả được mà. Tóc giả được, bây giờ được hết á. Tóc giả mà bằng tóc thiệt á, có hết á. Đúng rồi. Em chỉ cần mái tóc, em không cần biết cái bạn đó là như thế nào luôn. Dạ đúng rồi. Em có tin là tóc chị Vân là giả không? Tóc chị Vân là chất tóc thiệt á anh. Người đẹp mà chỉ nên là phải là mái tóc chỉ cũng phải đẹp như thế. Trời ơi, người đẹp tóc đẹp. Em bị lộn rồi đó. Tóc bây giờ là giả hết. Rồi lỡ người ta bị cái bệnh gì ta rụng sạch tóc rồi không lẽ ông bỏ ta luôn. Ha, cái đó tính sau anh, đó tính tiếp. Đúng rồi, chị Vân nữa hay đấy. Hồi hộp quá, phải nuôi dưỡng cái tóc này nha, đừng bao giờ để cho nó rụng như chưa. Ôi chào em gái. Dạ. Cũng dài, nhưng mà anh không tin là tại sao em cũng xinh gái như thế. Mà đó giờ em tìm hiểu chính thức con người tháng là sao? Thì em đi học ra xong rồi em đi làm á. Mà thời gian đi làm của em nó một ngày nó phải trên 12 tiếng. Làm để dành tiền nữa lấy chồng hả? Dạ. Gia đình ở nhà ở thân với ai nhất? Mẹ, ba anh chị em luôn. Dạ. Thân giờ này còn ngủ với mẹ không? Dạ, dạ con. Có sợ tí mẹ không? Dạ, dạ con. Mà cái cháu sợ tí mẹ. Chuyện nó bình thường. Thiệt là con nít luôn. Bình thường, có những chàng trai lên đây cũng nói y chang vậy. Chuyện nó dễ thương mà. Vậy thì giờ em nghĩ về cái người chồng của em phải như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì em mong muốn là cao khoảng 1m65 trở lên. Rồi. Dạ. Không có bụng bự. Không có. Được không? Đầu hói. Hả? Đầu hói. Ủa, phải đầu hói hả? Không, em không thích đầu hói. Không có. Không có cơ quan đâu. Cỡ giày được không? Được. Cỡ giày là ok luôn. Cỡ giày ok ha? Dạ. Hai bạn này đều thích tóc hết trơn á. Tính tình á thì là em cũng sợ nóng tính lắm. Nhưng mà bất kỳ người đàn ông nào thấy em là không bao giờ nóng tính nữa. Bao nhiêu cái nóng tính nó dịu xuống hết, mất hết rồi. Dạ, với lại ghen nữa. Ghen à? Dạ. Ghen dữ lắm nè. Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em trai. Rồi em cũng chào mọi người trong trường quay. Dạ em là chị của bé Thủy. Thì thấy em cũng nhìn bề ngoài thì cũng thân thiện, nhưng mà được cái khuyết điểm của em thì chị cũng có nghĩa là mình nóng tính quá thì đôi lúc nó cũng không được vui cho lắm. Nếu như em kiềm chế lại bớt thì được. Dạ em xin hết. Cảm ơn nhà ha. Thôi mời đàn trai đi với ai? Rất là nhiều đó, gia đình của em gồm có anh trai, người em sinh đôi của em, bạn, những người bạn cùng xóm của em. Đâu thử cho em gái Thủy đón thử xem. Đón thử coi nào. Anh ngồi số 2. Anh số 2 hả? Là anh áo xanh đó đó hả? Anh đeo kiến hả? Dạ. Như vậy là chị biết cái mẫu người của em là như thế nào rồi. Anh ai sếp của anh rồi. Chọn ngay sếp đó em. Chọn ngay sếp. Cho em lộn, chọn lại lần nữa đó. Anh chọn số 3. Thấy không? Anh số 3 là ảnh kế bên nhà em luôn. Đó, sai nữa. Anh em sinh đôi của bạn Điểm là ai? Đưa tay lên nào. Đó. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chị Vân. Em là em của anh Điểm, sinh đôi. Em ghi nhận là người bạn cũng dễ thương. Thì đến đây cũng một cơ hội rồi. Em mong là hai anh chị tạo cho nhau một cơ hội. Chắc em ăn nhiều hơn Điểm hả? Ai cũng nói vậy hết anh. Trước em mập là mập nhiều lắm, nhưng bây giờ thấy em sinh đôi mà không có giống nhau luôn. Được rồi, mình tham khảo ý kiến gia đình vậy, mình cho quan trọng là hai trẻ gặp mặt thôi sao? Hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Gia đình nhà tôi bữa nay là đồng phục màu hường nghe. Có món quà. Cảm ơn anh. Hôm nay là em cũng có đem món quà tới tặng cho anh. Mà em đi em quên mất tiêu à. Trời. Anh có gì muốn nói không? Em mở quà đi. Em mở quà đi anh mới nói được. Dạ. Chiếc đồng hồ này nó có ý nghĩa là nó quay mãi, không bao giờ nó dừng. Cũng như là tình yêu của anh. Anh yêu một người là anh yêu mãi, anh không bao giờ anh dừng. Hát tặng bài lấy tình cảm với Điểm. Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Thủy hát lại đi, hát lại. Dạ em cũng xin hát lại tặng anh một bài. Ừ. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em rồi, hay quá. Anh nói trước đi. Cho em hỏi trước, anh sao anh không hỏi được, anh run quá. Dạ. Em thấy anh thì anh cũng dễ thương. Anh bề ngoài anh ok á, anh không có gì hết trơn á. Sau này em lại sợ cái tính nóng đó, cái tính ghen của anh á, nó sẽ ảnh hưởng tới. Tại vì anh nói là anh nóng tính, anh ghen, nhưng mà thời gian không biết là anh sẽ giảm hay là anh tăng, em không biết. Anh cũng cho cái tính anh hơi nóng nên anh cũng thích những người ví dụ như em là một người con gái mà rất là chiều chuộng và làm nũng, ví dụ như thế, là để cho anh vơi những cái tính nóng của anh đi. Anh nóng tính nhưng mình cũng kìm hãm được cái sự nóng của anh, do là nên em yên tâm đi, nóng tính là có thể anh thay đổi được. Đó, người ta khẳng định rồi. Với cái mái tóc dài này anh cảm thấy là đúng với mái tóc người thương của anh chưa? Dạ, đối với mái tóc thì của em thì anh thấy là mái tóc đúng đẹp. Anh sẽ thương yêu cái mái tóc của em. Em yêu mái tóc hay em yêu con người của người ta? Dạ, em yêu trước tiên là em nhìn vào mái tóc thì em thấy ok, là đó là cái hình ảnh mà nó đập vào mắt anh thích. Dạ. Em vuốt thử mái tóc này coi là tóc thiệt hay tóc giả. Chắc em nghĩ là tóc thiệt. Thử đi, vuốt coi có bóng mượt không. Mẹ em vuốt đi. đó. Mềm mà dịu, bóng mượt đúng không? Tóc này là tóc thật thì không có tóc giả. Tóc đó là tóc thiệt đó. Anh cảm ơn em. Anh nhìn em thì anh cũng không biết hỏi gì hết luôn. Anh thấy em là ok, dễ thương. Sau hồi nãy giờ em thấy anh nói chuyện thì em thấy anh như thế nào? Anh đợi một chút xíu nữa, giờ anh sẽ biết kết quả. Đợi chút xíu nữa đi. Chờ chút xíu nữa. Trả lời. Tất cả đều phải chờ chút xíu nữa. Đó, giờ cái nút trả lời tất cả đó, rồi. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói lý do tại sao không bấm được không Thủy? Dạ thì em cũng nói như ban đầu rồi, em rất là sợ nóng tính với lại cái tính ghen á. Em sợ đòn lắm. Đúng rồi, Điểm ơi. Dạ. Cái đó bạn Thủy nói đúng đó, mình bớt cái nóng tính đi. Cái nóng tính đó đôi khi nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nữa. Vinacacao xin gửi tặng 2 bạn, mỗi bạn 1 hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vinacacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc 2 bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Eureka Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Eureka là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Finley, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Có lẽ các bạn chưa có nợ với nhau. Không sao, có thể 2 bạn ấy là bạn với nhau và biết nào đó 2 bạn ấy lại trở thành thân thiết với nhau. Và có đôi khi họ lại bấm nút với nhau ở ngoài đời nữa thì sao? Người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê, xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Được tiếng xa hơn á thì em với bạn nữ bên kia, bạn nữ đẻ chứ không phải em. Đẻ cũng được mà không đẻ cũng được. Tưởng em nói bạn nữ không đẻ, để em đẻ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.